Chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm MyRotation năm 2023. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn chế độ bắt điểm trong phần mềm nha. Rồi bắt đầu tôi vào thực hành luôn nha. Đây. Rồi, tab drawing nè. Rồi cái phần machine app bắt điểm nè. Đầu tiên vô phần tổng nè. Đây. Đó. Chú ý nha. Rồi, thứ nhất. Cái này đi. Bấm vô đây. Hiện ra nè, bắt điểm gần nhất nè. Đầu giữa nè. Giữa nè, tâm nè, giao nhau nè, tiếp tiến nè. Các chú ý nha. Rồi, ta sẽ giảm một cái like đi. Cái like đây, bấm đây. Nha. Rồi tôi vô phần mục này. Đó. Giả sử tôi bắt điểm đầu giữa cuối đây, bấm vô đây. Đó, tôi bắt điểm nè. Đó. Rồi. Nha. Đây, còn giả sử ta tắt chế độ bắt điểm. Đây nè, bấm đây. Ta sẽ tắt chế độ này, bấm vô đây. Là nó không bắt điểm rồi thôi. Bấm vô lại, bắt điểm. Thấy không? Rồi, bắt điểm nè. Giữa để đây nè, nó chỉ chọn chỗ nào giữa nó bắt ra nè, giữa điểm nè. Đó. Rồi cái này bắt điểm giao nhau, để cái line nè. Rồi bắt điểm giao nhau, giao nhau thấy không, để nó làm thêm cái này nè. Rồi bắt điểm giao nhau. Đó, thấy không, cái này thì chúng ta ứng biến nè. Rồi cái này bắt tâm đường toàn nè, như vậy các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe và chúc các bạn thực hành thành công nha.